Xin chào các bạn, mình đã chuẩn bị các nguyên liệu để nấu món chưa à, nấu với thịt bò nha, nấu canh thịt bò hen. Mình có 300 g thịt bò nè, kèm với khoảng nửa ký dưa cải, còn 600 g. Cái này chắc là mình lấy đại thôi, ước lượng chắc khoảng chừng là 600 g á, với 3 hoặc 4 trái cà, trái nhỏ nhỏ. Mình lấy 4 trái. Rồi, vậy là bây giờ mình chuẩn bị nấu nha. Bây giờ mình sẽ phi tỏi lên cho thơm. Phi cái phần thịt bò này nè, thịt bò này mình đã ướp các gia vị là tỏi nè, hạt nêm, muối và một xíu muối thôi. Tại vì có cải chua này nó cũng chua rồi nè. Một hồi nữa mình sẽ đem lại cái nước nó vừa ăn, mình bỏ thêm muối vô sau. Với mình ướp trong đây là có một ít nước tương nữa chứ các bạn. Mình sẽ dùng nước tương chứ không dùng nước mắm. Tại vì thịt bò thì mình thường mình nấu nước tương, bằng nước tương nó sẽ làm thịt bò mềm, ngon hơn. Rồi, bây giờ vào bếp nha. Vớt cái phần thịt bò mình xào qua cái mình vớt cái phần thịt bò ra ngoài, mình bỏ thêm cà vô. Mình phi cho nó màu xíu. Mình phải cho dưa vô luôn. Khi mà cà với dưa mình nghĩ là nó đã thấm gia vị rồi đó, mình đổ được thịt lại vào trong nồi để nấu cho nó một chút, cho nó chín thịt là được nha các bạn. Tại thịt này là thịt sườn á nên nó mềm á, không có dai. Hôm nay mình ăn cũng hơi thịnh soạn, là một món kho tàu và một món canh dưa bò. Dưa bò chắc là dưa nấu với bò. Rồi lên bàn thôi. Đây là món canh dưa bò của mình đây này, đã lên bàn rồi. Và đây là món thịt kho tàu. Kho tàu ngon quá. Rồi mời mọi con người dùng này cơm còn nha. Ngon nhất đi. Tí xíu. Ôi, ăn cơm nhá. Thử nhá. Chị thử. Kho tàu vô ngon vậy. Còn mấy con tôm không bỏ ăn nó à? Hạt Tết trong đấy bao giờ cũng có thịt kho tàu gì không? Mày chỉ là thịt đông hiểu không? Thịt đông á? 25 rồi. Dạ. Ngon. Ngon. Mời mọi người nhé. Thôi chân giòn cũng ngon không vậy? Nhiều người thì thích con thịt ba chỉ hơn không? Thì ba chỉ nó nhiều mỡ hơn. Em thì thích chân giòn hơn, nó giòn giòn. Chân giòn luộc nó cũng hay. Nó còn hơn là cái thịt ba chỉ thì nó mỡ hả? Ủa như cà chua muối hôm bữa nằm cà chua anh nhỉ? Không vừa ăn không? Có nhỏ em nấu canh này có nên chắc ở đâu về mấy hộp chắc lấy ở ngoài cường về. Em nấu này em có nêm gì nước hay cà chua không? Em không có nước cà chua. Mấy cà chua á. Bò này em nấu lâu lâu không? Tại vì do nó cũng là bò.
Tiểu hôm Trung Thu mình làm chả hay còn nữa. Ta cho một bịch nha. Giờ hết chưa? Nhà mình ăn thịt bò mãi mới ăn nữa. Nóng thì mới ăn, mình quan nhiều lắm. Giờ hết chưa? Còn nữa hả? Còn cay nữa. Bà còn tây. Vâng. Bà thằng bà thanh nữa. Ủa? Chị nhớ hết rồi mà, chị bữa chị thấy còn có hai thanh thôi. Ngủ thanh như thế mà. Tức là còn bó gì? Ngủ gần bữa nay. Bữa nay lâu lâu lại lâu. Hồi xưa hay mua thịt bò xào nhưng mà là tới là chị ít ăn lại. Nên khi khoảng ăn một bữa rồi một vài miếng thôi đấy. Chị chưa có hảo thịt bò. Cũng có hay không? Bò nó nhiều chất. Giờ bệnh nghe ấy rồi. Mà ngày xưa chị cũng thích ăn thịt bò mà. Thịt heo mà nó canh thì mới tăng. Mức đắng các thứ là hồi xưa cái mùa mức đắng là xả suốt à. Nước xả trứng, nước xả ấy. Ở dưới kia trồng nó nhiều. Không tùy ra, có nhiều người thích ăn mức đắng xả thịt bò quá ha. Mức đắng xả thịt bò hợp mà. Người thích ăn với trứng hơn, người thích thịt bò xả mức đắng thì chị ăn. Chị vừa cầm cái để uống nước mình chi. Ông mua thịt cho. Đem cái đem. Phải. Ông mua thịt người ta cho hỏng ly á. Để tầm bố mẹ mua thịt cho. Ôi. Đem cái vô xưởng uống. Chị, xưởng gì đâu có ly nước uống đâu. Cần uống giấy hả? Cho nó có giấy hả? Con giấy ném đi cho nó nhanh hiểu. Bây giờ chỉ rót nước mình chị mới cần là hay rót cái bát này. Có cốc thì rót cốc, còn đâu thì kia là toàn uống cốc giấy đáp đi cho rồi khỏi phải rửa. Chuyện lại bạn tính cái chuyện cho công ty. Hai bữa mai đứa hình như chị ăn cái rồi là hết bát cơm rồi còn đâu mà ăn cái rồi. Ăn miếng thịt đấy là ngon quá. Ngon quá. Không có dạ. Ngủ không? Chị đi giờ làm đi. Đi. Đã đâu? Nhanh quá. Em muốn rửa mặt. Lấy răng nữa. Lạnh quá, dạo này trời lạnh.